Thiên Hà Audio xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Thiên Hà Audio sẽ giới thiệu đến cho những người mê âm thanh một đôi loa Buxell rất hay, có xuất xứ hoàn toàn sản xuất từ Đan Mạch. Đó chính là đôi loa Dinaudio Emit M20. Thì về cái dòng sản phẩm Emit M20 là thuộc dòng sản phẩm phổ thông của hãng. Nó giúp cho người nghe có thể tiếp cận được đến với những đôi loa chất lượng cao và với giá thành rất là vừa phải. Một điều rất tuyệt vời là tuy là phân khúc phổ thông, phục vụ cho đại đa số người muốn chơi âm thanh với cái mức giá là dễ chịu nhất, nhưng mà Dinaudio Emit M20 cũng như là tất cả các dòng sản phẩm của Dinaudio thì đều hiện tại là đang được sản xuất tại Đan Mạch. Đó chính là một trong cái lợi điểm lớn nhất của đôi loa này so sánh với các đôi loa khác, và nhất là ở cái tầm giá là khoảng 20.800.000 đồng thì đôi loa này thực sự là một cái sự lựa chọn vô cùng là hoàn hảo trong tầm giá. Đây là một đôi loa dạng Buxell, nhưng mà chúng ta có thể thấy là đây là một đôi loa Buxell có kích thước tương đối lớn. Chính vì vậy mà nó sẽ có thể tái tạo được cái âm trầm cũng như là cái giải tần là sẽ rộng hơn các đôi loa có kích thước nhỏ. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy phần màng loa rất đặc trưng của hãng Dinaudio với cái thiết kế như thế này. Đây là dùng công nghệ là màng loa MSP. Sử dụng cái vật liệu chính là polyester và những cái phần khía như thế này. Đây là một cái đặc điểm rất là quen thuộc của loa Dinaudio. Một cái thông tin rất quan trọng đó là tất cả các củ loa này đều được Dinaudio nghiên cứu và chế tạo sản xuất tại Đan Mạch. Tức là hãng tự làm tất cả từ củ loa cho tới phân tần rồi đóng thùng loa. Tất cả mọi công đoạn đều được sản xuất hoàn toàn là bởi Dinaudio. Và chúng ta sẽ đến với phần thông tin về xuất xứ của loa ở phía đằng sau. Có lẽ không thể bỏ qua một cái phần rất quan trọng, đó chính là Made in Đan Mạch. Đây, quý vị các bạn có thể nhìn. Thực ra thì tất cả những cái loa được sản xuất bởi tiêu chuẩn của hãng thì đều rất là tốt. Nhưng mà khi mà nó được sản xuất tại Đan Mạch, có nghĩa là nó sẽ được kiểm soát hoàn toàn là trực tiếp bởi hãng. Và chắc chắn là chất lượng âm thanh cũng như là mọi thứ đều được tính toán làm sao để cho ra cái chất lượng tốt nhất trong tầm giá. Đây là một cái điểm cộng hoàn toàn rất là đáng lưu tâm bởi đôi loa này. Ngoài ra chúng ta đến với cái phần gia công về mặt hình thức thì có thể thấy được là cái sự gia công của đôi loa này rất tốt. Nó hoàn toàn là được xử lý rất là mịn bằng cái công nghệ là satin. Chúng ta có thể sờ vào các cái mép loa và không hề thấy những cái phần tiếp điểm, nó được phủ kín, nó được làm sơn mài kiểu satin. Sờ rất là thích. Và đôi loa này thì sẽ có hai màu lựa chọn, đó là màu trắng và ở đây quý vị các bạn đang nhìn thấy đó là màu đen. Và khi mà chúng ta thử nhấc lên thì cái cảm quan là mình cảm thấy nó rất là chắc chắn. Thì kể cả khi chúng ta chưa nghe, nhưng khi chúng ta nhấc một cái đôi loa lên và chúng ta cảm quan bằng cách là sờ chạm thì chúng ta có thể cảm nhận được đây là một đôi loa chất lượng rất là tốt. Và bây giờ tôi sẽ đến với một số thông số kỹ thuật. Đôi loa này có khả năng đáp ứng tần số tiếng trầm xuống tới 50Hz ở mức suy hao 3dB và âm thanh tần số cao là lên tới 23.000Hz. Về phần tần số cao sẽ được tái tạo chính bởi cái tweeter đom lụa này. Đây cũng là một cái thiết kế rất là quen thuộc của hãng Dinaudio, với những cái màng tweeter đom lụa và nó có hơi cái phần trong trong như thế này. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái sợi dây đồng như thế này. Đây là một cái thiết kế rất là đặc trưng. Và cái phần tiếng trầm thì được đảm nhiệm bởi cái đây là cái củ loa mismatch. Nó sẽ tái tạo cả tiếng hát lẫn tiếng trầm. Và nó có đường kính là 17cm. Còn loa chép thì là đường kính là 28mm, 2,8cm. Thì có thể thấy được là cái phần loa chép như thế là tương đối lớn, vì thông thường chép thì nó thường là khoảng 1 inch là 2,54cm. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần loa chép là nó hơi lớn hơn bình thường một chút. Và cái phần loa bass như thế này cũng là cái mức kích thước là trung bình khá so với một cái đôi loa Buxell. Và chính với cái phần thùng tương đối lớn và được làm lỗ thông hơi hướng ra phần đằng sau, cho nên là đôi loa này thì sẽ có khả năng cho tiếng trầm nói chung là tốt hơn so với rất là nhiều các đôi loa Buxell khác trên thị trường. Và để phát huy được tiếng trầm tốt hơn thì quý vị các bạn nên đặt cái đôi loa này nó cách tầng sau một cái quãng nhất định.
Ở đây mình setup thì mình đặt nó là khoảng tầm khoảng hơn 60 cm. Trong một số điều kiện khác, nếu mà muốn tăng tiếng trầm thì các bạn có thể đặt nó cách tường sau khoảng 40 đến 50 cm, nhưng mà lưu ý là không nên đặt là quá gần tường sau để chúng ta có được một cái tiếng trầm không những là có đủ lực mà nó còn phải sạch sẽ và nó phải gọn gàng nữa. Chính vì vậy mà mình khuyến cáo khoảng cách đặt nên dao động quanh khoảng là 50 cm đối với cái trường hợp đôi loa này. Để có thể khai thác được một cái đôi loa mà có cái trở kháng là 4 ohm và độ nhạy 86 dB thì chúng ta không nên bỏ qua cái phần rất quan trọng, đó là lựa chọn cho mình một chiếc âm ly phù hợp. Ở đây mình lựa chọn âm ly Rotel, đó là một cái thương hiệu ghép hợp với loa Din Audio ở cái tầm giá phổ thông. Chúng ta đang có đây là Rotel A11. Với những cái âm ly tích hợp có công suất từ 60 đến 80W ở mức trở kháng 8 ohm, thì ở mức trở kháng 4 ohm thì chúng ta có thể nhân một cách đơn giản, nhân khoảng 1,5 lần cho đến gấp đôi, thì chúng ta sẽ có được một cái công suất ở mức 4 ohm là khoảng hơn 100W. Thì như vậy là nó sẽ có khả năng là đánh tương đối tốt đôi loa này. Đôi loa này theo thông số của nhà sản xuất thì chúng ta có thể đáp ứng mức tối đa là 150W ở trở kháng 4 ohm với cái mức là chịu tải liên tục. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe thử một bài hát để cảm nhận một chút chất âm của đôi loa này.在门前的矮墙上，一遍遍幻想，也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那是外婆拄着杖，将我手轻轻挽，踩着薄暮走向余晖暖暖的澎湖湾，一个脚印是小雨一串消磨许多时光。 直到夜色吞没我俩回家的路上，澎湖湾，澎湖湾，外婆的澎湖湾，有我许多的童年幻想，阳光、沙滩、海浪、仙人掌，还有一 trầm được tái tạo là đúng chất Din Audio. Nó đem đến cho chúng ta một cái tiếng trầm có một cái độ sâu, mặc dù là chúng ta đang nghe một đôi loa Bookshelf. Và với những khách hàng nào mà muốn mua cho mình một đôi loa Bookshelf chất lượng cao được sản xuất tại chính quốc, đó là tại Đan Mạch, và muốn có được một cái tiếng trầm có thể gọi là thật là tốt đối với một cái kích thước có giới hạn của đôi loa Bookshelf, thì Din Audio Emit M20 là một trong những sự lựa chọn tốt nhất. Và với mức giá 20.800.000 hiện đang có bán tại Thiên Hào Deo, số 5 ngõ 198 Thái Hà, thì đây là một trong đôi loa sang giá trong cái tầm giá này. Kính mời quý vị các bạn chúng ta bớt chút thời gian để qua nghe thử và có thể lựa chọn mua sản phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại.